Và hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 22 về động từ Ale à, Nếu như các bạn theo dõi mình ngay từ đầu và đăng ký làm thành viên à, Cái đăng ký làm thành viên này khác với đăng ký kênh Đăng ký kênh thì các bạn chỉ cần nhấn nút đăng ký kênh Là các bạn hoàn toàn có thể truy cập được hết tất cả Các bạn à, à, sẽ được cập nhật những cái video mới khi mà mình up lên và các bạn sẽ xem được hết tất cả những cái video mà mình để public tức là mình để cho tất cả mọi người cùng xem đấy là đăng ký kênh còn đăng ký làm thành viên là các bạn uh, phải gửi cái thông tin đăng ký làm thành viên tức là gửi mong muốn của mình vào cái hòm thư này để mình có thể gửi cho các bạn uh, xem những cái video uh, mà mình không uh, mà mình để chế độ riêng tư ở trên kênh trạm ngữ và những cái video mà các bạn uh, muốn xem về những cái bài giảng về giáo trình taxi 1, 2, 3 này à, những cái video về từ vựng nào từ vựng và giao tiếp tiếng pháp theo chủ đề à, một trong những cái rào cản của các bạn khi mà các bạn học một ngôn ngữ mới đấy là từ vựng vì vậy cho nên mà mình đã làm những cái video về từ vựng tuy nhiên thì để xem hết những cái video đấy thì các bạn cần phải đăng ký làm thành viên đúng không nào với cái mức phí rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn có thể học lúc nào cũng được và bao lâu cũng được tùy các bạn. Nào. Ok và bài học ngày hôm nay là động từ ale, tức là các bạn đã ở trình độ cơ bản và trung cấp thì các bạn đã uh, rất là rất là thành thạo được cái động từ này rồi, tức là thành thạo ở cái cách chia và cách sử dụng. Tuy nhiên ở trình độ cơ bản thì có nhiều bạn còn chưa biết hoặc là có nhiều bạn còn đang phân vân trong cái quá trình nói và quá trình sử dụng cái động từ ale. À, như thế nào cho phù hợp Thì hôm nay mình làm cái video này Và mình sẽ để chế độ công khai cho tất cả các bạn cùng xem Vì vậy cho nên mà nếu như mà các bạn mong muốn xem những cái video không công khai Hoặc là những cái video về uh, bài giảng trong uh, giáo trình Taxi123 Thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký kênh đúng không nào Và cái link để đăng ký làm thành viên À mình quên các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên cái link để đăng ký làm thành viên mình để với phần miêu tả phía dưới video hoặc là các bạn có thể gửi cái mong muốn của mình vào hòm thư này, mình sẽ gửi cái thông tin chi tiết cho các bạn và cách thức đăng ký như thế nào. Nào. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua về cái phần ALE. À mình à, nói luôn là có một vài bạn à, đăng ký làm thành viên học taxi 2. Tuy nhiên thì các bạn ấy Phản ánh là uh, cái video mình để trên uh, chế độ uh, cho tất cả mọi người cùng xem Tức là chế độ public cho tất cả mọi người cùng xem uh, Bài livestream với cả bài số 2 Thì nó uh, hơi bị ngắt quãng và phân tâm kèm theo là cái âm lượng nó hơi bị nhỏ Vì vậy cho nên mà mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ làm lại những cái video đấy trong một ngày gần nhất Khi mà mình uh, quản lý được thời gian và mình có thời gian mình sẽ làm lại với cái âm lượng lớn hơn và mình sẽ không làm livestream nữa và mình sẽ làm để lên cho các bạn để cho các bạn theo cái mạch để các bạn học đúng nào và đạt được hiệu quả cao nhất thì mình khuyên là các bạn hãy bật vào máy tính đúng không? Bởi vì bật vào máy tính các bạn xem rõ hơn và các bạn không bị phân tâm khi mà các bạn dùng điện thoại. Cái thứ hai là các bạn có thể lấy vở ra các bạn ghi chép đúng không? À... Ok. Này thì chúng ta Ale. Ale thì ở trình độ cơ bản thì chúng ta hay dùng uh, hay chia ở cái thì hiện tại thôi, đúng không? Um, ví dụ như là um, uh, cái gì? Động uh, cách chia động từ Ale. <laughs> chia động từ Ale ở thì hiện tại thì cũng như là nhiều động từ thông dụng khác thì động từ ale là một trong những cái động từ thông dụng đúng không nào? tức là đi đến đúng không à, là một cái động từ bất quy tắc và biến đổi theo ngôi khi mà chúng ta um, chia đúng không ví dụ như là je, je chia ở thì hiện tại sẽ là je ve đúng không nào? Um, sẽ là chuy va Đúng không? Il hoặc là el hoặc là ông thì ông va, Nào. nu thì nu ra lung, vu thì vu ra lê. đúng không? và il, el số nhiều thì sẽ là vông, ở trình độ cơ bản thì bởi vì cái động từ này là động từ rất là hay gặp trong cuộc sống, trong giao tiếp, trong những cái uh, bài báo bài đọc vì vậy cho nên mà mình khuyến khích các bạn là hãy chia bằng miệng để chúng ta uh, giao tiếp một cách nó nhanh nhất thì chúng ta chia bằng miệng một cách uh, nhanh nhất ví dụ như truy như vậy đúng không như là hát một cái bài hát nó trôi chảy thì khi mà các bạn làm các bạn ứng dụng vào cuộc sống khi mà chúng các bạn nói một câu thì các bạn sẽ nói nhanh và các bạn sẽ bắt kịp được cái nhịp cũng như là các bạn nghe được rõ hơn đúng không? Khi mà các bạn nói nhanh thì các bạn sẽ nghe rõ hơn Bởi vì người Pháp trong thực tế cuộc sống hàng ngày thì người ta nói với một tốc độ khá là nhanh Ok Thì đấy là cái chia động từ a ở hiện tại tùy theo các ngôi Nào. À, Lần này chúng ta học a động từ a Đúng không? Cộng theo chỉ nơi trốn <laughs> nơi trốn đúng không nào? thì thông thường theo sau động từ Lê là một danh từ chỉ nơi trốn đúng không nào? tức là đi tới đâu đúng không nào? thông thường thì theo sau động từ ale, đúng không? là danh từ chỉ nơi trốn Chúng ta lấy ví dụ Ví dụ như là uh, Tôi tới uh, Paris chẳng hạn uh, Je vais À Paris Đúng không? Ví dụ nữa là um, Tôi tới uh, uh, Tôi tới um, Ngân hàng chẳng hạn Đúng không? Je vais à la banque Đúng không? Uh, họ Ờ, họ tới nhà bạn bè chẳng hạn đúng không? Il vong đúng không? Vong xe de mình, đúng không? đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là an à, động từ an lê đã chia ở thì hiện tại tùy theo các ngôi thường đi kèm với giới từ à hoặc là đi kèm với xe và sau đấy là danh từ chỉ nơi trốn đúng không? Hoặc là À, chúng ta có thể nói là vu gia lê đúng không à, đăng la san đi đúng không nào các anh đi trong phòng số 10 đúng không nào à, đấy là những cái động từ hình thái của động từ ale ở thì hiện tại khi mà theo sau đấy là một cái danh từ à, chỉ nơi trốn đúng không nào thì ở đây những cái mà các bạn cần phải lưu tâm đúng không nào? A à, pagi này, a à la banque đúng không nào? Vâng, xe de này, vui ra lên. Đăng la san dis đúng không nào? Tiếp theo một cái lưu ý nữa là gì? Là khi chúng ta không thêm danh từ chỉ nơi trốn đúng không nào? để tránh sự lặp lại đấy thì chúng ta sử dụng đại từ y và cái đại từ y này này chúng ta sẽ học trong một cái video có thể là video tiếp theo đúng không nào vì ngày trước mình đã làm uh, đại từ ăn rồi và nay chúng ta sẽ uh, gặp cái đại từ nữa đúng không nào khi mà chúng ta thay thế cho một cái danh từ chỉ nôi chốn thì chúng ta dùng đại từ y thì mời các bạn các bạn đăng ký làm thành viên để xem video về đại từ y đúng không nào uh, đây là bài 22 video uh, bài 33 đúng không à, 23 chẳng hạn. video bài tiếp theo đấy đúng không Tuy nhiên thì mình sẽ để ở dạng uh, uh, thành viên vì vậy cho nên mà các bạn muốn học thì các bạn phải đăng ký làm thành viên để các bạn học cái việc đăng ký lên thành viên này các bạn học thứ nhất là để cho tụi mình có một uh, cái động lực để tụi mình làm tiếp những cái video tiếp theo cái thứ hai là các bạn À, có thể ủng hộ mình với giá bằng một cái cốc cà phê thôi nhưng các bạn hoàn toàn có thể truy cập hết những cái uh, bài học về uh, ngữ pháp từ cơ bản tới nâng cao và um, các bạn hoàn toàn có thể hủy đăng ký làm thành viên bất cứ khi nào mà các bạn muốn đúng không nào à, đấy là một cái lợi thế khi mà chúng ta đăng ký làm thành viên ở trên uh, YouTube đúng không OK à, đấy là mình nhắc uh... các bạn như vậy là... đó à, ví dụ ví dụ trong cái trường hợp này là gì ví dụ là um, chúng ta đi chứ ông đi không? cái này thì à, rất hay dùng trong cái đối thoại hàng ngày này đúng không nào chúng ta đi chứ chúng ta đi chứ ông đi vác đúng không? hoặc là chúng ta có thể nói là ừ. along gì? À, hãy đi đến đó đó mẹ lệnh cách đúng không? Cách đấy, đúng không? À, những cái uh, vấn đề ngữ pháp mệnh lệnh cách thì mình sẽ làm cái video khác nữa đúng không nào trong tương lai và hôm nay thì chúng ta chỉ học uh, như thế này chúng ta biết thôi tiếp theo nữa là gì Tiếp theo nữa, phần số 3 là phần mà khi mà đằng sau ale thì chúng ta sẽ uh, sử dụng với những cái uh, giới từ như thế nào. Đúng không nào? Uh, sử dụng un um, train này, đúng không? là un um, avion, đúng không? Tức là bằng xe lửa hay là bằng máy bay ấy, đúng không? Um, uh, hầu hết đúng không? hầu hết um, các danh từ từ chỉ phương tiện di chuyển um, người ta uh, sử dụng giới từ ăn uh, và thông thường đúng không? thông thường cái này mình chỉ nói thôi chứ mình không ghi lên đây thông thường thì người ta sử dụng giới từ ăn khi mà theo sau đấy cái phương tiện di chuyển của chúng ta trong một cái hộp kín ví dụ như là ăn thăng trong một cái hộp kín là trong một toà tàu, là trong một cái, cái toa tàu đúng không nào? hoặc là ăn navio bằng máy bay đúng không hoặc là ăn voiture trong một cái hộp kín như vậy thì chúng ta dùng ăn tuy nhiên thì chúng ta có những cái giới từ khác ví dụ như đối với phương tiện khác thì chúng ta dùng À, ví dụ như là trong một cái hộp không kín, ví dụ như chúng ta nói là đi xe đạp chẳng hạn đúng không? Đi xe đạp chúng ta chúng ta không có hộp kín để chúng ta chui vào mà chúng ta uh, cần phải lái xe đúng không? Chúng ta cần phải đạp xe đi ra ngoài với hai bánh thì chúng ta dùng rồi từ à. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nói là đi bộ bằng a pie đúng không? Hoặc là uh, đi bằng uh, ngựa đúng không? Thì chúng ta nói là asvan. Thì đây các bạn nào nên hiểu cái quy tắc như vậy và khi mà chúng ta dùng chúng ta nói một cái câu thì chúng ta có thể dùng những cái uh, giới từ nó chuẩn xác hơn và chúng ta không cần phải suy nghĩ là uh, ở đây chúng ta uh, dùng cái giới từ gì đúng không theo nữa là gì uh, ví dụ ví dụ này ví dụ với giới từ ăn thì chúng ta sẽ nói là Je vais à Paris. Tôi đến Paris. Đúng không? Ăn gì? En voiture. Chúng ta có thể đi Paris bằng voiture. Bằng xe hơi. Đúng không? Hoặc là ăn train Bằng tàu. Đúng không? Chúng ta có thể đi bằng ăn navion. Đúng không? Bằng máy bay. Chẳng hạn. Đúng không? Tiếp theo nữa là đối với đối với các phương tiện khác tức là không có trong cái hộp kín đấy đúng không khác thì chúng ta sử dụng à đúng không? ví dụ ví dụ như là um, il va au village au village là đi về làng đúng không? đi về làng bằng gì? Chúng ta có thể đi bằng pie, a à, pie đúng không? Đi bộ đúng không? Đi bộ. Chúng ta có thể nói là a b c b c k let đúng không? Xe đạp. đây là một từ khác chỉ xe đạp ngoài cái từ velo mà chúng ta đã biết đúng không? Bicyclet Bi là hai đúng không? Cycle là hình tròn ấy, tức là hai hai cái bánh cái cái xe mà có hai cái bánh xe đạp ấy, đúng không? đấy là mình phân tích ra cái cấu tạo từ cho các bạn nhớ thôi đúng không? nhưng mà chắc là ai cũng biết rồi đúng không nào? thêm nữa là Cái trường hợp đặc biệt là ngựa chúng ta cũng dùng là Asherval bằng cưỡi ngựa chẳng hạn đúng không? À, cưỡi ngựa là một, một cái môn thể thao mà ở phương Tây hoặc là ở Pháp người ta hay hay luyện tập đúng không nào có thể là nói là một môn thể thao quý tộc đúng không mình thì cứ ngựa mình sợ lắm đúng không <laughs> ok hôm nay thì chúng ta học cái động từ ale thứ nhất là chúng ta cái cách chia ở thì hiện tại đúng không? Nào? thứ hai là ale đi với những cái giới từ gì đúng không nào? và trong cái trường hợp mà không có danh từ chỉ nơi chốn thì chúng ta thay bằng cái đại từ gì thì chúng ta học. Và tiếp theo nữa là ale đi bằng cái phương tiện gì thì chúng ta có hai giới từ mà chúng ta hay gặp đấy là ang và giới từ à ang thì theo sau đấy là một cái phương tiện mà khi mà chúng ta ở trong hộp kín ví dụ như ang thăng ang qua triek, ang navion. Khi mà các phương tiện khác không trong hộp kín thì chúng ta sử dụng a. À, ví dụ như a bicyclet hoặc là a pie đi bộ a cheval cưỡi ngựa đúng không? nào chúng ta có thể cưỡi ngựa về làng đúng không ok bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây xin chào hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học lần sau bye bye